Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2024 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ Tư, ngày 4 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến chung với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài thứ 16 về Thánh Thần và Hôn Thê, Chúa Thánh Linh hướng dẫn dân Chúa gặp gỡ Chúa Giê-xu là niềm hy vọng của chúng ta, với tựa đề là Loan báo tin mừng trong Chúa Thánh Thần và việc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nói, sau khi suy tư về hoạt động thánh hóa và đoàn sủng của Thánh Thần, chúng ta dành bài giáo lý này cho việc loan báo tin mừng của Chúa Thánh Thần, nghĩa là vai trò của Ngài trong việc giao giảng của giáo hội. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ định nghĩa các tông đồ là những người loan báo tin mừng nhờ Chúa Thánh Thần. Trong thành ngữ này, chúng ta thấy có hai yếu tố cấu thành việc giao giảng của Kitô giáo. Đó là nội dung là tin mừng và phương thế là Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy nói về hai yếu tố này. Trong Tân Ước, từ tin mừng có hai ý nghĩa chính yếu. Có thể chỉ một trong bốn sách tin mừng được giáo hội công nhận. Đó là Matthew, Marco, Luca và Gioan. Và theo ý nghĩa này, tin mừng có nghĩa là tin vui được Chúa Giê-xu công bố trong cuộc sống trần thế của Ngài. Sau khi Chúa sống lại, từ tin mừng có một ý nghĩa mới, nghĩa là tin vui về Chúa Giê-xu, nghĩa là mầu nhiệm vượt qua về cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó là điều mà Thánh Tông đồ gọi là Vangelo, tin mừng. Khi Ngài viết, tôi không xấu hổ về tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu độ những ai tin. Sự giao giảng của Chúa Giê-xu và sau đó là sự giao giảng của các tông đồ cũng chứa đựng tất cả các nghĩa vụ luân lý xuất phát từ tin mừng, bắt đầu là 10 giới răn cho đến giới răn mới là yêu thương. Nhưng nếu ta không muốn rơi vào sai lầm mà Thánh Phaolô tông đồ tố giác là đặt luật lệ lên trước ơn thánh và những công việc trước đức tin, thì cần luôn tái khởi hành từ việc loan báo điều mà Chúa Kitô đã làm cho chúng ta. Vì thế, trong tông huấn Evangelii Gaudium, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều về điều đầu tiên trong hai điều, nghĩa là kerygma, hay công bố từ mọi áp dụng luân lý đều lệ thuộc điều này. Thực vậy, trong huấn giáo, việc loan báo đầu tiên hay kerygma có một vai trò cơ bản. Nó phải chiếm trung tâm hoạt động loan báo tin mừng và mọi ý định canh tân giáo hội. Khi chúng ta nói rằng việc loan báo này là đầu tiên, điều này không có nghĩa nó ở đầu và sau đó bị quên hoặc bị thay thế bằng các nội dung khác vượt qua nó. Nó là đầu tiên theo nghĩa chất lượng vì việc loan báo chính yếu, điều mà chúng ta luôn phải nghe lại dưới hình thức này hay hình thức khác, trong tất cả mọi giai đoạn và mọi lúc. Ta không được nghĩ rằng trong huấn giáo, kerygma nên bị bỏ qua để chọn một hình thức huấn luyện mà ta coi là vững chắc hơn. Không có gì chắc chắn hơn, sâu xa, an toàn hơn, kiên cố hơn và khôn ngoan hơn là việc loan báo đó. Cho đến lúc này, chúng ta đã thấy nội dung của việc giao giảng Kitô giáo, nhưng chúng ta phải để ý đến cả phương thế loan báo. Tin mừng phải được giao giảng nhờ Chúa Thánh Thần. Giáo hội phải nhận làm của mình điều mà Chúa Giê-xu đã nói vào đầu sứ vụ công khai của Ngài. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì thế Ngài đã sức giàu cho tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo. Giao giảng nhờ sự sức giàu của Chúa Thánh Thần có nghĩa là thông truyền cùng với những tư tưởng và đạo lý, cuộc sống và sắc tín sâu xa. Nó có nghĩa là tín thác không phải vào các diễn văn khôn ngoan có sức thuyết phục, nhưng vào sự biểu lộ của Thánh Thần và quyền năng của Ngài, như Thánh Phaolô đã viết. Người ta có thể vặn lại rằng, nói thì dễ, nhưng làm sao đưa vào thực hành nếu điều đó không tùy thuộc chúng ta. Nhưng tùy vào Chúa Thánh Thần đến. Trong thực tế, có một điều tùy thuộc chúng ta, đúng hơn là hai điều, và tôi nhắc đến vắn tắt ở đây. Trước tiên là cầu nguyện, Chúa Thánh Thần xuống trên những ai cầu nguyện, vì Chúa Cha trên trời, như đã viết, ban Thánh Thần cho những ai xin Ngài, nhất là nếu họ cần xin điều đó để loan báo tin mừng của Chúa Con. Khốn cho người giao giảng mà không cầu nguyện, vì thế điều đầu tiên tùy thuộc chúng ta là cầu nguyện. Điều thứ hai là đừng muốn giao giảng bản thân, nhưng giảng Chúa Giê-xu. Không cần dài dòng về điểm này vì bất kỳ ai dấn thân loan báo tin mừng đều biết rõ trong thực tế thế nào là không giảng chính mình. Tôi chỉ nói đến một áp dụng đặc biệt đòi hỏi này. Không muốn giao giảng bản thân cũng hiểu ngầm là không luôn dành ưu tiên cho những sáng kiến mục vụ do chúng ta đề ra và gắn liền với danh của mình, nhưng sẵn sàng cộng tác nếu cần vào những sáng kiến cộng đoàn hoặc được ủy cho chúng ta vì đức vâng lời. Ước gì Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta, đồng hành với chúng ta và dạy cho giáo hội giao giảng tin mừng như thế cho con người ngày nay. Sau đây là phần tin thời sự với những hoạt động đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gặp gỡ Thủ tướng Hungary, hãng Mercedes-Benz tặng Đức Thánh Cha xe điện mới và hàng trăm ngàn người đến kính viếng thánh tích Thánh Francisco Xavier. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gặp gỡ Thủ tướng Hungary. Sáng thứ Tư ngày 4 tháng 12 vừa qua, tại dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, chức vụ Chủ tịch Hội đồng EU của Hungary và sự hỗ trợ dành cho giới trẻ. Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, hai bên đã có các cuộc hội đàm nhấn mạnh đến mối quan hệ song phương vững chắc và hiệu quả giữa Hungary và Vatican, đặc biệt ghi nhận những đóng góp của giáo hội Công giáo cho sự phát triển và phúc lợi của xã hội Hungary. Trọng tâm chính của các cuộc thảo luận là cuộc chiến ở Ukraine, tập trung vào hậu quả nhân đạo và nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Các chủ đề khác mà hai bên cùng quan tâm bao gồm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Hungary, vai trò trung tâm của gia đình và việc bảo vệ các thế hệ trẻ. Về phần trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã tặng Thủ tướng Hungary một tác phẩm nghệ thuật bằng đất nung có tựa đề là Sự dịu dàng và tình yêu, cùng với các bản sao các bài viết của Ngài, Thông điệp Hòa bình năm 2024 và cuốn sách Statio Orbis, ghi lại sự kiện cầu nguyện diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Đáp lại, Thủ tướng Hungary đã tặng Đức Thánh Cha một bản sao cuốn Cuộc đời Chúa Giê-xu của tu sĩ dòng Đa Minh, xuất bản năm 1896, cũng như một bản đồ cổ của đất Thánh có niên đại từ những năm 1700. Sau đó, Thủ tướng đã có cuộc gặp với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Miroslaw Wachowski, Thứ trưởng Bộ Quan hệ với các quốc gia. Hãng Mercedes-Benz tặng Đức Thánh Cha xe điện mới. Thứ Tư, ngày 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được giám đốc điều hành của thương hiệu xe hơi hạng sang của Đức trao chìa khóa cho chiếc Popemobile Mercedes-Benz mới. Chiếc xe được tặng nhân dịp năm Thánh 2025 là chiếc xe độc nhất vô nhị màu trắng và mạ chrome được thiết kế riêng theo nhu cầu của Đức Thánh Cha. Chiếc xe G-Wagon được cải tiến có ghế xoay, có sưởi và hai tay vịn có sưởi để giữ ấm cho Đức Thánh Cha khi chào đón khách hành hương trong những chuyến đi mùa đông quanh quảng trường Thánh Phêrô. Chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện màu trắng này được trang trí bằng huy hiệu của Đức Phanxicô, có các chi tiết màu đen và vành xe mạ chrome. Hai lá cờ nhỏ của Tòa Thánh tung bay trên nắp capo phía trước. Chiếc xe mới được cải tiến và trang bị mái che có thể thu vào để bảo vệ Đức Thánh Cha khỏi các yếu tố thời tiết. Cửa sau bên phải được xây dựng trên bản lề xoay, trong khi cửa bên trái được hàn hoàn toàn. Biển số xe của Đức Thánh Cha là SCV-1, đây là từ viết tắt bằng tiếng Ý của Thành quốc Vatican. Với chiếc xe Popemobile mới, Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng đầu tiên di chuyển bằng xe Mercedes-Benz, chạy hoàn toàn bằng điện trong các lần xuất hiện trước công chúng. Đây là vinh dự lớn cho công ty chúng tôi và tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự tin tưởng của Ngài, Tổng giám đốc điều hành Mercedes-Benz cho biết. Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng xe điện hoàn toàn hoặc một phần trong nhiều năm. Năm 2023, Vatican cũng đã công bố quan hệ đối tác với nhà sản xuất ô tô Volkswagen để giới thiệu đội xe hoàn toàn chạy bằng điện, không gây tác động tại Vatican vào năm 2030. Mercedes-Benz đã cung cấp xe cho Vatican trong gần 100 năm qua. Chiếc đầu tiên được trao cho Đức Thánh Cha Pio thứ 11 vào năm 1930. Chiếc Popemobile hiện tại của Đức Thánh Cha là chiếc G-Class chạy bằng xăng dành cho các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Ngài. Hàng trăm ngàn người đến kính viếng thánh tích Thánh Francisco Xavier. Trong 2 tuần qua, từ ngày 21 tháng 11, tại nhà thờ Bom Jesus ở thành phố Goa, miền Trung Tây Ấn Độ, hàng trăm ngàn tín hữu đã đến kính viếng thánh tích của Thánh Francisco Xavier. Thành tích của Ngài được trưng bày cứ 10 năm một lần. Vào thứ Ba, ngày 3 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Felipe Neri, Tổng giám mục giáo phận Goa đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể nhân ngày mừng kính thánh nhân. Cuộc trưng bày thành tích kéo dài 45 ngày cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2025 có chủ đề Chúng ta là những sứ giả của tin mừng. Trong thánh lễ khai mạc có đông đảo các giám mục, linh mục và sự tham dự của 40.000 tín hữu. Đức Hồng Y Felipe nhắn nhủ các tín hữu hãy rút ra những bài học cho bản thân từ gương tận tụy hăng say của Thánh Francisco Xavier, nhất là noi gương lòng can đảm làm chứng cho tin mừng của người. Thánh Francisco Xavier, môn đệ và là bạn đồng hành của Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên, sinh năm 1506 tại Navarra, Tây Ban Nha và qua đời năm 1552 tại đảo Thượng San, tỉnh Giang Môn, ngoài khơi Trung Quốc. 2 năm sau, di hài của Ngài còn nguyên vẹn, được đưa về Malacca, rồi tới Goa và ngày nay đang được kính viếng tại nhà thờ Bom Jesus. Di hài thánh nhân được đặt trong một quan tài bằng kính và được trưng bày cứ 10 năm một lần. Lần trưng bày trước đây kết thúc vào tháng 1 năm 2015, đã có gần 4 triệu tín hữu đến kính viếng. Cha Francisco Xavier được Đức Phaolô thứ 5 phong chân phước năm 1619 và 3 năm sau, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 6 tôn ngài lên bậc hiển thánh. Thánh tích phần dưới cánh tay phải của thánh nhân được tôn kính tại nhà thờ Chúa Giê-xu của dòng tên ở Roma. Cánh tay này đã ban phép rửa tội cho hơn 700.000 người. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!